Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Radio nha. Clip hôm nay thì em sẽ test cho anh em mình là cái cặp Bioner CSV16 nha. Sẵn em quay cái con súp này em giới thiệu cho anh em mình nè. Em câu vô thì em test luôn cho anh em mình cùng nghe nha. Thì con Bioner CSV16 này thì em đã có video quay chi tiết rồi anh em. Anh em mình quan tâm thì có thể xem lại video của em nha. Cặp này thì giá thị trường thì cũng tầm 5 triệu rưỡi nha, em bán 5 triệu 2 nha, 5 triệu 2 anh em mình đặt cọc em gửi hàng, anh em mình chuyển đủ em bao cước vận chuyển luôn nha. Đó là cặp Bioner CSV16 này nha anh em. Đó. Bây giờ thì em sẽ test cho anh em mình cùng nghe đoạn nhạc nha. Đó, em trước tiên thì em sẽ test cái cặp Bioner V16 này cả đi nha. Hiện tí nữa em mới cho súp vô ha. Hiện tại thì em đang chưa có vặn âm lượng của con súp Yamo này lên. Đây là con trầm ha, trầm Yamo, anh em mình thường hay gọi là trầm hoặc súp điện gì cũng đều được nha. Đó, trầm Yamo nha. Thì đầu tiên em sẽ test trước cái cặp Bioner CSV16 này. Một tí nữa em sẽ lên volume súp sau nha. Thì em test với con đi Jaguar 506G anh em. Hỏi em về lô cũng khá là nhiều, em bán hết rồi. Còn có con á em để lại em test ha, cũng có nhiều anh em mình qua nhà hỏi mua nhưng mà còn có con à, tại em thích cái chất âm của dòng Jaguar 506 này thì em để dành em test lo anh em ha. Bioner CSV16 này thì bass nó đánh cũng rất là tốt nha anh em. Ba giải nói chung là nghe rất là hay luôn. Này về anh em mình có thể sử dụng nghe nhạc và karaoke ha. Con này đánh rất là bạo lực nha anh em nha. Công suất là hơn 200W một thùng nha. Đó. Anh em mình sử dụng nghe nhạc và karaoke gia đình thì tiếng rất là tốt. Em đang đánh riêng của mình, nó chưa có câu súp anh em nha. Chưa có vô súp mà anh em mình có thể nghe tiếng trống của nó đánh rất là tốt nha. Bây giờ thì em sẽ vô súp cho anh em cùng nghe luôn ha. Xíu vậy thôi anh em nha, xíu vậy thôi đã rất hay rồi. Nên chẳng cần về thăm giường cũ, có đứa từ đầu nay vẫn còn chi biệt chưa về. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em đã ra đi. Giờ thì em sẽ tiến hành em quay góc cạnh về cái con trầm Yamo này nha anh em nha. Đằng trước thì em nói sẽ có một cái đèn ha, đèn báo nguồn đó và cái chữ thương hiệu Yamo ha và một hàng chữ gì nữa nè, đó, nhìn rất là đẹp anh em. Con này thì kích thước nó khá là sâu nha anh em nha, để em đo cho anh em cùng xem ha. Con này chiều ngang cái em nói nha, chiều ngang cái em nói là được 30 gần 32 phân anh em nha, đó, 31 rưỡi hơn á. Còn chiều cao ha, chiều cao đo luôn cả chân ấy nha, chiều cao luôn là cái chân là tầm 39 phân ha. Còn chiều sâu ha, chiều sâu là có 48 phân đó anh em nha, chiều sâu là khoảng 48 phân. Anh em mình thấy nha. Rồi, và đây là tổng thể thùng vách game nó ha. Lo thì con trầm này thì xin nguyên bản hoạt động tốt nha anh em nha, xin nguyên bản hoạt động tốt. Đó, anh em mình thấy. Và tổng thể bên hông đây nha, đó. Chỗ góc này thì nó có hơi nhăn nhăn xíu anh em nha, hơi nhăn nhăn xíu thôi. Đó. Còn góc cạnh thì hầu như là rất là đẹp nha, rất là đẹp. Cái đốm này cũng chưa có lao nữa ha. Rồi, nói chung hàng về rất là đẹp nha anh em nha. Thì đây là tổng thể mặt sau nha, tổng thể mặt sau đây ha. Thì mặt sau em nói sẽ có công tắc nguồn ha, công tắc nguồn và volume ha, volume và các tầng ha, 70 cho tới 150Hz nha anh em. Thì anh em mình muốn cắt 70, anh em mình muốn nghe như thế nào thì anh em mình cắt như thế đó nha. Anh em mình muốn tiếng nó sâu thì anh em mình cắt về phía bên đây ha. Còn như thường khi mấy con này thì em hay để phía giữa là được rồi anh em. Còn muốn sâu nữa thì cắt lên đây nha. Còn tiếng nó muốn tiếng lật cao nó lọt vô tốt hơn thì anh em mình cho lên đây nha. Rồi ở dưới này là pha ha, từ 0 cho tới 180 độ. Nếu như mà anh em mình câu cái súp điện này vô mà nghe cái tiếng bass yếu hơn thì anh em mình điều chỉnh cái nút pha này nha anh em nha. Anh em mình điều chỉnh cái nút pha này là được ha. Đó. Cái nút này là nó để đồng bộ pha với lại cái lo bass của anh em mình nha. Đó, nếu như mà anh em mình câu vô súp điện vô nghe tiếng trống nó lực hơn nó hay hơn thì anh em mình để nha. Còn anh em mình câu súp điện vô mà nghe cái tiếng trống nó yếu ha, nó yếu đi thì anh em mình cần chỉnh cái nút pha này nha. Rồi ok. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành em test ha. Con này thì điện là điện 230V ha, điện 230V và công suất tiêu thụ điện 50W ha. Và công suất ga loa thì không thấy hạn để nha, nhưng mà đánh tiếng trống rất là lực nha. Tiếng mềm nó lực ha và tiếng nó sâu, ngọt nghe đã lắm anh em. Mà anh em mình đeo tai phone vô nha, chứ thông qua điện thoại thì loa điện thoại nó không phát được đâu ha. Anh em mình đeo tai phone vào nha. Đeo tai phone vào thì mới nghe được nha anh em nha. Rồi, bây giờ sẽ lên nhạc cho anh em.
đánh rung nhà luôn anh em ạ. À, nha, tiếng trống ra rất là lực luôn, nghe thực tế rất là đã anh em nha, nghe thực tế rất là đã luôn. Nhưng mà thu âm qua điện thoại thì anh em mà đeo tai phone vào mới nghe được nha, chứ lo điện thoại thì không nghe được đâu. Nó đánh ồn 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 nghe rất là đã anh em nha, nghe rất là đã. Thì ở đây nó có sẽ có hai cái jack tín hiệu đầu vào này ha. Đó, hai jack tín hiệu đầu là hoa sen nè. Nếu như mà nguồn nhạc của anh em mình mà nó mạnh á thì anh em mình chỉ cần vô một cỏ thôi là được rồi nha, vô một cộng như thế này thôi là được rồi. Còn nếu như mà nguồn nhạc của anh em mình nó yếu á ha thì anh em có thể cho hai cộng nha. Ở đây thì em tuy em có hai cộng nhưng mà tín hiệu nhạc nó khá là tốt rồi, cho nên chỉ cần ghi một ngõ thôi. Anh em mình ghi hai ngõ thì tiếng nó sẽ lớn hơn anh em nha. À, những con trầm này thì anh em mình sử dụng thì anh em mình chỉ cần dặm thêm một xíu thôi ha, khi anh em mình nghe nhạc và karaoke gia đình nữa, anh em mình dặm thêm một xíu như thế này thôi là cái tiếng trầm nó ra thì nghe rất là đã tai anh em nha, nó rất là dày dặn cái dãy trầm ha. Và những con trầm Yamo hàng châu Âu này ha, nó con này Yamo có mã là SW1410E nha anh em nha, hàng made in Đan Mạch ha, sản xuất tại Đan Mạch đó. Con này điện anh em mình xài điện 220 luôn ha, rất là tiện lợi luôn đó. Thì con này thì anh em mình về có thể nghe nhạc và karaoke trong gia đình ha, hỗ trợ dãy trầm rất là tốt. Con này thì giá thị trường thì cũng hơn 5 triệu rưỡi anh em nha, con này giá thị trường cũng hơn 5 triệu rưỡi. Thì con này thì em để cho anh em mình giá là 52 đi ha, đó 52 đi, giá 5 triệu 2 con này nha, súp Yamo hàng châu Âu đó, góc cạnh thùng nó cũng còn rất là đẹp nha anh em, mấy này em cũng chưa có lau chùi vệ sinh luôn ha. Rồi con trầm Yamo này SW410E này ha, 5 triệu 2. Dãy trầm con này thì nó xuống nó mềm nó sâu và nó lực nghe đã lắm anh em ạ. À, ha, về anh em mình phối ghép thêm vô nghe nhạc và karaoke thì rất là tuyệt vời. Và trước khi kết thúc video thì em sẽ ngửa con súp lên ha cho anh em mình xem nó rõ hơn, tại nãy em để nghiêng nó hơi tối nha. Thì em ngửa lên thì có đèn nó hỗ trợ anh em, thì anh em mình nhìn nó sẽ được tốt hơn nha. Thì đây là bốn cái chân ha, bốn cái chân nó khá là cao vì đây là bass úp gầm ha, cho nên là người ta thiết kế cái chân cao nha. Và lỗ hơi cứ nói ha, lỗ hơi rất là to nha anh em nha, lỗ hơi rất là to đó. Và phía bên trong là bông tiêu âm đồ đầy đủ nha đó, bông tiêu âm đặc trưng của hàng Yamo luôn. Và trên cái khung sườn thì cũng sẽ có chữ Yamo nha anh em đó, và tem của Yamo nữa ha. Ốc toàn bộ sử dụng là ốc lục giác bông hết nha anh em nha, gần là gần zin luôn ha, bass 25 úp gầm gần zin. Nói chung là con súp này là zin, bo mặt zin, lo zin nha anh em nha, thùng thì góc cạnh đẹp luôn đó. Và con này thì nó chỉ có một điểm yếu nhỏ thôi là nó bị thay cộng dây nguồn nha anh em nha, nó thay là thay từ đây nè ha, nó thay phía ngoài luôn chứ không có tháo bên trong nha, thay phía ngoài này luôn anh em nha. Đó, đây là thay cộng dây nguồn, nhưng mà cộng dây nguồn thay cộng dây nguồn xịn hơn nha anh em nha, cộng dây xuồng xịn hơn anh em thấy zin sen ha, cộng dây nguồn thay rất là xịn sò nha anh em nha. Đó, đây. Đó, thì điểm yếu của nó là một cái này rất là đơn giản ha, rất là nhỏ nhặt luôn đó. Người ta thay cộng một cộng dây nguồn xịn vô ha, anh ta thay từ đây nha đó. Rồi con này anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em chốt hàng nha, con này tiếng rất hay trong tầm tiền luôn đó anh em. Và clip em xin được kết thúc tại đây nha, em xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha.